nhà hôm nay sáng nay mình làm chuẩn bị làm món bánh xèo Việt Nam. Đây nguyên liệu, đây là nấm, hành lá, giá đó, còn con này thì thì tôm, bên này thì chỉ có tôm đông lạnh thôi rồi. Nè, đây là chỉ có tôm đông lạnh thôi, thì ngâm cho nó rã ra một chút. Đây mình sẽ làm, thì bây giờ trong quá trình chờ thì mình làm cái cắt hành trước đi, cắt hành ha. Đấy. Thì hành mình rửa sạch xong mình sẽ cắt khúc như thế này ha. Hành ở đây rất là bự nha bạn, nhìn giống như bà rôn vậy đó. Ở bên này muốn ăn món Việt Nam thì phải lăn vô bếp thôi. Đó, thì cắt sợi sợi như thế này. Rồi bỏ vào giá cho nó thơm. Ở Việt Nam thì muốn ăn thì cũng lăn vô bếp, bên này thì muốn ăn thì cũng lăn vô bếp. Ở đâu muốn ăn cũng lăn vô bếp hết bạn. Xì. Lót cái miếng giấy ở dưới để khi mà mình cắt xong á, mình khỏi cần phải dùng tay hốt, mình cứ tóm gọn miếng giấy lại và bỏ vào thôi cho nó nhanh. Ở bên này cái này là bắt chước mẹ chồng. Thật sự nói mẹ chồng mình cảm giác như nặng quá bạn ha, nhưng mà thực sự là bên này á, cái văn hóa của họ bên này á, là như bạn, như vậy ba chồng mẹ chồng như bạn vậy đó. Đó, ba chồng mình còn mua cái mua bia cho con dâu uống nữa mà. đi đi siêu thị, đi siêu thị bia có thể mua bia cho con dâu uống, còn mẹ chồng mà nhiều khi hả rót rượu vang rồi mời con dâu nữa đó, cho nên là cảm giác giống như là thật sự khi mình qua đây mình cảm thấy rất là may mắn gặp gia đình mà quan tâm, với lại họ tôn trọng cá nhân của bạn lắm, họ không có như là dè sẻn như là cái văn hóa ở Việt Nam mình, cũng chút ít gì cũng cũng hơi dè sẻn một xíu đúng không? Như cái này hoàn toàn là không, thì bạn con cái họ rất là thoải mái, đó, như bạn bè vậy đó, giận gì mày nói thẳng ra là xong. Đây cắt xong hành rồi đây bạn, thì cắt xong hành này mình sẽ bỏ vào giá, giá đây. Cắt trên tờ giấy làm chi, bây giờ hốt bằng tay. Ok, bây giờ mình sẽ sử dụng cái chức năng của miếng giấy này ha. Đó, hốt cái này đó, bỏ vào thôi. Còn bây giờ nấm, thì nấm này mình phải đi rửa. Nấm ở bên này rất là ngon. Thì nấm này các bạn không biết là các bạn bên này như thế nào, chứ nấm này ở nhà mình á, là ba mẹ đều ăn ăn cái salad, có nghĩa là ăn ăn sống không nấu, không cần phải nấu đó, nhưng mà mang thử rồi rất là ngon. Không biết là có, thì nghe nói hơi tốt nhưng mà không biết có tốt hay không. Đây mình xắt từng miếng mỏng ra thế này, chuyên nghiệp chưa? Ở bên này ai cũng biết nấu ăn hết đó bạn, ba mẹ chồng ai cũng biết nấu ăn hết đó. Cho nên là ai rảnh thì cứ vô bếp nấu thôi. Tại ở đây là mình thường thường là cả ngày, là tối là ba mẹ nấu, mẹ nấu hoặc là ba nấu, và buổi trưa thì mình muốn thêm cái buổi ăn món Việt Nam thêm gia đình, cho nên là mình phải nấu thôi chứ không ai biết nấu món Việt Nam cả, cho nên là muốn ăn thì phải lăn vô bếp thôi. Tại
Sorry. Rồi, cắt chết rồi mà vẫn còn chạy ha. Đây, nấm mình sẽ xắt lát ra thế này. Chắc có vẻ chuyên nghiệp ha. Trước khi chuyên nghiệp phải đứt tay mấy lần rồi đó. Thì nấm này mình có thể trộn chung luôn cũng được, hoặc là gì mình bỏ vô sau thì nó cũng như một loại salad thôi, rau thôi, thì bỏ chung với giá luôn cũng được. Còn không thích thì mình sẽ bỏ, cái này mình muốn là để riêng ra ha. Đây mình để trong cái này đi. Rồi, mấy cái dĩa bỏ vào đi. Đấy. Miếng giấy này bây giờ công dụng là khỏi rửa thớt thôi. Đây. Rồi, cái này là khâu chuẩn bị ha, giá với lại nấm. Rồi hôm nay nguyên liệu của mình là sẽ là tôm. Tôm. Bây giờ trong khi chờ tôm nó rã đông, bây giờ mình ra ngoài sân. Mình ra ngoài đây mình hái ớt. Ớt này mình trồng. Hi Miss Kitty. Mèo này nó hưởng thụ ghê chứ. Đây, ra ngoài sân. Đây, cái ớt này trồng khi mà mới qua đây bạn. Đây, trái nó đây. Cũng hái được mấy lần rồi nhưng mà hôm nay mình muốn quay cái ớt này, có trái này cho bạn xem luôn nè. Đây. Thì hái cho ớt này đi. Chắc hái chừng nhà ít ăn cay lắm, chừng 2 trái đi. Nhưng mà sẵn rồi, hái hết luôn đi, bỏ vào ngăn đông. Cho nó ra cái hoa khác. Rồi, bạn nhìn hôm nay trời tiết rất là đẹp nè. Đây là cái vườn, cái sân vườn nè. Bên kia là công viên. Đối diện bên kia công viên. Thì ở nhà có một cây thơ, cây phong, lá phong. Rất là đẹp luôn. Nó sẽ đỏ quanh năm luôn. Cái phong này, cái loại phong này là nó sẽ đỏ quanh năm. Đây, cây sả mình trồng nó lên rồi, thấy chưa? Lên cao rồi, thấy chưa? Đây, cây sả đây. Mình sẽ để trái ớt đây đi, chuẩn bị bột, khâu bột trước ha. Đây, cách bây giờ bỏ lên bột. Đây. Thì bây giờ mình sẽ bỏ vào, ở nhà hôm nay chỉ có 3 người ăn thôi. Ba đi cắm trại rồi, chỉ có hai vợ chồng lai mẹ. Bột năng ấy, chế biến bột năng nước. Đây. Cái này bột năng. Chờ xíu. Bỏ mà không nhìn là bỏ. Thấy mẹ bột năng luôn. Đây. Rồi, cái bột kia còn hay hết. Từ từ đã xuống, mình xuống kia mình xem bột nha. Các bạn ơi, bây giờ tình hình rất là tình hình. Chuẩn bị chuẩn bị giá. Lấy tôm ra rồi, bây giờ bột gạo. Bột gạo không có, hết rồi. Tầm mà bán nó. Rồi bây giờ phải chạy ra cái siêu thị gần nhà mua bột gạo. Bây giờ khổ vui thôi. Lục lại lần nữa xem nha. Thấy chưa? Cái tội lúc nào cũng không chuẩn bị trước là vậy nè. Rồi, bây giờ mình đi mua bột gạo nha các bạn nha. Everything went fine on the first take of everything. So we have to do it again and again without, right? Yeah.
khuấy bột bánh xèo lên. Cho một xíu dầu vào đây. Thơm lắm các bạn ơi, thơm mùi cúc dừa nè, mùi trứng nè, mùi nghệ nè, nghệ với lại nó pha với bia á, cái mùi rất là hay, thơm phức luôn. Đây, bây giờ cái này thêm nhiều rau vô, nó teo lại một chút xíu thôi, thêm nhiều rau vào. Đây bạn, đây là mắm. Đây là mắm bánh xèo nè, làm từ tuần trước rồi nè, bây giờ nay khỏi làm nữa. Đây. Chờ khi mà mở lửa ra, mở nắp ra để cho nó bốc hơi xíu. Hấp dẫn chưa? Rồi mắm bánh xèo tới đây đã ăn được rồi. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video của Cherry nha. Ai rất mong bạn ủng hộ video của Cherry bằng cách bấm nút like và nhấn nút subscribe. Cảm ơn, bye bye. Bỏ bánh đi vô bạn thì nó sẽ bánh xèo nó sẽ giòn, nó sẽ hơi giòn giòn bên ngoài, vỏ bên ngoài ha.